Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một clip để nói cho mọi người biết lễ hội Trung Thu ở tiếng Pháp là gì. Đấy. Thì Trung Thu, đầu tiên là chúng ta phải biết mùa thu đã. Mùa thu đấy là Autumn. Thì ô đọc như bình thường, nhưng mà đây có nhiều bạn hay viết nhầm. Đấy là Autumn, đấy là O-N-N-E, sẽ không phải nhé, mà là O-M-N-E, nhưng lại đọc là Autumn. Đấy, mùa thu, một nửa ấy thì là Mi. Như vậy, Trung Thu, tức là một nửa mùa thu là Mi Autumn. Ok chưa ạ? Mi Autumn, có dấu gạch nối ở giữa. Mi Autumn. Tiếp tục, đây là cụm danh từ giống cái. Ok, nên là La Mi Autumn. Ok, lễ hội là lễ hội Trung Thu, mà lễ hội là fest à, la fest à, tiếng Anh nó là festival ấy. Đấy, nên là la fest à, de la Mi Autumn. De la này thường là những cái cụm mà sau danh từ mà làm rõ hơn cho cái cụm từ chính. Ví dụ như là rue, la rue Condorcet, la rue de Condorcet, tức là cái phố Condorcet. Thì đây là cái lễ hội gì đó thì người ta hay dùng cụm de đằng sau để rõ hơn. Đấy là La Fête de la Mi Autumn. Đấy, thế thôi. Đấy là lễ hội Trung Thu. Đấy, ngoài ra thì mình có một vài chia sẻ Trung Thu năm nay này. Bình thường mỗi năm bình thường, nhưng mà tự dưng Trung Thu năm nay thì hàng xóm ở dưới kia làm lễ hội cho trẻ con. Đấy, thế mọi người biết như nào không? Bật bài, rước đèn, ông sao. Nhưng mà nhạc EDM, nhạc của ấy, nhạc kiểu các em cầm. Mình nghĩ là vài năm nữa thì chắc là mọi người sẽ đổi cụm từ rước đèn Trung Thu hoặc là phá cỗ Trung Thu thành quẩy Trung Thu mất. Đấy. Hết.